phẩm Hiếu bán đất vườn Long An. Xin chào quý anh chị em cô chú. Bây giờ Hiếu quay cái nhà nha anh chị em cô chú, cái nhà có thổ cư, có đất vườn, mặt tiền đường nhựa. Thì Hiếu mời anh chị em cô chú mình nào mà có nhu cầu cần mua cái nhà để ở đó, thì gọi cho phẩm Hiếu. Thì cái nhà là mặt tiền đường nhựa này nè anh chị em cô chú, đường nhựa này sẽ 32 chỗ ngồi, mình đi thoải mái nha anh chị em. Thì gần tới cái nhà rồi, chúng ta có luôn cho anh chị em rất là tiện lợi luôn. Cái nhà này có thổ cư nha anh chị em cô chú. À, ông chủ nhà ông sẽ mở cửa rồi cái mình đi quay. Rồi tới cái nhà rồi anh chị em cô chú ơi. Đây, cái nhà đây. Rồi bây giờ cái đường này thì cái đường này là đường nhựa nhà nước mới làm. Đường này khoảng 5 mét lề nữa là khoảng 7 mét, 8 mét anh em. Thì đường này là đi ra cầu 30 tháng 4, quẹo lên đường 816 hướng về Bình Hòa Nam và chạy lên đây khoảng 500 mét là gặp ngã tư đường quốc lộ N2 từ tỉnh lộ 816 đi về miền Tây. Cũng như là về lại Đức Hòa, về Hóc Môn, về Tây Ninh, về Củ Chi. Đó, còn cái phía này thì anh em mình đi ra ngoài đường N2 về Đức Hòa nè, về Thạnh Hóa, Thạnh Hòa nè, về Hòa Khánh nè, rất là tiện lợi luôn anh chị em cô chú ha. Rồi cái số nhà này là 141 đường ấp 4 của xã Thành Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Rồi bây giờ Hiếu mời anh chị em cô chú mình đi vào cái nhà cấp 4 này ha. Cái nhà cấp 4 này thì từ ở đây đi qua đây là 8 mét nha anh chị em cô chú, qua đây là 8 mét. Rồi dài là 32 mét, trên số hồng công nhận là 140 mấy mét thổ cư đó, còn lại 80 mét mấy mét đất vườn. Đó thì Hiếu xin ghi hình chia sẻ, mở dùm cái cửa đi ông chủ nhà. Đó thì bên hông Hiếu sẽ đi trước bên hông cho anh chị em cô chú. Sổ hồng thì thể hiện đường xá rất là rộng rãi. Nhà cửa này vô ở liền luôn anh chị em ơi. Điện đùng nước non, wifi trong nhà đầy đủ hết luôn. Cái nhà này thì nhà cấp 4 cũng có gào tường xung quanh hết rồi. Anh em mình chịu khó về dọn dẹp sơ sài chút xíu là đã vô ở được rồi ha. Rất là tiện lợi luôn cho những vợ chồng về đây làm công việc như công ty cũng như xí nghiệp, rất là gần về Đức Hòa. Thì qua khu nghiệp Tân Đô, Tân Đức, Hải Sơn của Đức Hòa thì mất khoảng 5 cây gửi số, làm sáng làm chiều về, rất là tiện lợi luôn. Thì nhà trong nhà thì phía trước thì cũng có cái cây mặn nè anh em cô chú. Cây mặn này thì có trái nè, để Hiếu ra Hiếu xin cái lọc coi. Ồ, mặn to thế mà chủ nhà. Ôi cha ơi, đã quá. À, anh chị em thấy không? Cái nhà chủ bán, cái nhà có cây mặn. Ngon. Để ông chủ nhà ông quay, ông mở cái nhà đi. Quá trời đó. Cái nhà này thì chủ kêu 1.650.000.000 thương lượng cho anh chị em cô chú, có thổ cư sổ hồng riêng. Rồi để vậy luôn đi ông chủ nhà ấy. Rồi mình quay gấp. Để quý bà con cô chú xem. Đây là cái phòng khách, anh chị em mình có thể về lau chùi thiết kế lại ha. Rồi Hiếu mời anh chị em cô chú đi ra phía sau, ở đây thì có cái phòng. Chà, đóng cửa cũng có tâm quá thôi, cứ quay gì đi. Rồi không biết điện đùng nằm chỗ nào luôn. Rồi ở phía đây thì có một cái nhà tắm vệ sinh. Ở đây thì có một cái gian bếp nho nhỏ và cái cửa qua sau để ra bên hông ở phía sau. Thì cái nhà này thì điện đùng nước nôi đầy đủ luôn. Chủ nhân mình bán cái nhà này là 1.650.000.000 thương lượng cho anh chị em cô chú. Nhà này thì nó gần chợ Thạnh Lợi, chỉ khoảng 800 mét thôi anh chị em. Gần trường học, các cấp, gần ngân hàng và gần
Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, chợ Búa, trong phạm vi 800m thôi. Rất là tiện lợi cho anh chị em mình về ở và gần khu nghiệp Tân Đô Tân Đức, 5 cây 5 cây rưỡi số ha. Rồi anh chị em cô chú mình có nhã ý xem cái nhà này và muốn sở hữu cái nhà này thì gọi cho Phạm Hiếu là 0913871833. Hiếu xin chân thành cảm ơn quý anh chị em cô chú ha, tại vì thấy cây mặn trái quá rồi, cái thích quá Hiếu nên hên lia cái video cây mặn hoài, anh chị em cô chú thông cảm ha. Rồi bây giờ Hiếu sẽ đi ra ngoài cái đường này cho anh chị em cô chú, rất là đẹp luôn. Cái nhà rất là to, ngang 8, dài 32, có 140 mấy thổ cư, còn lại 80 mấy mét đất vườn, tức là 200 mấy chục mét đó anh chị em cô chú. Hướng này thì bà con mình xe chạy dập dìu luôn. Ở đây thì phụ nữ chạy xe dữ thiệt chứ, cầm cái điện thoại mà lia không dám, quớt vô cái rồi rớt luôn. Tốc độ phải nói là tốc độ siêu. Rồi anh chị em cô chú mình thấy cái nhà ha, bên hông còn mảnh đất kế bên họ đang còn để trống. Anh chị em mua cái nhà này có thể cho thuê được nè, ở đây người ta cũng đang có nhu cầu cần thuê. Rồi đường này thì khoảng đi khoảng 650m thì gặp cái đường quốc lộ N2 đi về hướng Thạnh Hóa cũng như là Hòa Khánh, chợ về chợ Đức Hòa, về lại Hóc Môn, Tây Ninh, Củ Chi, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi xin cảm ơn quý anh chị cô chú. Rồi tắt video nha anh chị em ơi, cảm ơn anh chị em đã like, đăng ký kênh, ủng hộ Phạm Hiếu. Xin chúc nhiều điều tốt đẹp đến quý anh chị em khách hàng của Phạm Hiếu. Chân thành cảm ơn rất là nhiều. Xin chào.